đội tuyển nữ Việt Nam đi chuyền cờ đến địa điểm thi đấu cuối cùng. Chúng ta cần quên đi những điều trước đó và tập trung vào trận đấu trước mắt. Việc tham dự vòng chung kết là một cơ hội tốt để các cầu thủ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm. Đó là phát biểu của huấn luyện viên Mai Đức Chung dặn toàn đội trước buổi tập. Sau khi hoàn thành các bài tập khởi động cùng huấn luyện viên thể lực Cedric Roger, các cầu thủ tiến vào bài tập về chiến thuật để bàn huấn luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp tuyển nữ Hà Lan. Trước đó, chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn có buổi động viên các tuyển thủ nữ và mong muốn các cầu thủ tiếp tục duy trì sự quyết tâm thi đấu tốt trước tuyển nữ Hà Lan. Đây là buổi tập cuối cùng của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung tại thành phố Auckland trước khi di chuyển tới thành phố Dunedin. Vào sáng nay, 31 tháng 7, đội sẽ di chuyển tới thành phố Dunedin bằng chuyên cơ do FIFA bố trí cho các đội tuyển nhằm đảm bảo lịch trình theo kế hoạch của giải. Tại thành phố Dunedin, nhiệt độ khá thấp so với các địa điểm khác tại New Zealand, nên trận đấu thứ ba của tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động trong nhà là San Dunedin. Đây là sân vận động đầu tiên trên thế giới có mái che toàn bộ, tạo thành không gian khép kín, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các cầu thủ thi đấu trong mùa đông lạnh và mưa nhiều tại đây. Guardiola e ngại tiềm lực của Saudi Arabia. Huấn luyện viên Pep Guardiola cho rằng sự trỗi dậy của các câu lạc bộ Saudi Arabia đã làm đảo lộn thị trường chuyển nhượng. Vị thuyền trưởng của Man City vừa phải chia tay Riyad Mahrez, cầu thủ gia nhập Al Ahly với mức lương cao vót 25 triệu bảng mỗi năm. Nên nhớ, tại Man City, Mahrez dù thuộc hàng đãi ngộ cao cũng chỉ lĩnh 8,3 triệu bảng mỗi năm, thấp hơn 3 lần so với bên đỗ mới Al Ahly. Chúng tôi không thể ngăn cản Mahrez ra đi, cậu ấy nhận được lời đề nghị quá hấp dẫn từ Saudi Arabia. Guardiola thừa nhận. Điều khiến cho Guardiola lo ngại là sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Saudi Arabia có thể làm Premier League chảy máu tài năng. Saudi Arabia đã làm đảo lộn thị trường chuyển nhượng. Vài tháng trước khi Cristiano Ronaldo rời MU sang Saudi Arabia, chúng ta không thể hình dung có một làn sóng thế này với nhiều cầu thủ hàng đầu nối gót tới chơi tại giải vô địch Saudi Arabia. Pep cho biết, trong tương lai, làn sóng đó sẽ không dừng lại. Các cầu thủ sẽ khó lòng từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ họ. Chúng ta cũng không thể nào bảo họ đừng rời đi. Pep tỏ vẻ lo ngại. Ngoài Riyad Mahrez, thì trong mùa này còn có hàng loạt tên tuổi rời Premier League để tới chơi bóng tại Saudi Arabia, gồm Roberto Firmino, Jordan Henderson, N'Golo Kanté, Ruben Neves, Edouard Mendy và Alain Saint-Maximin. Một ngôi sao khác của Man City là Bernardo Silva cũng nhận được lời đề nghị 500.000 bảng mỗi tuần từ Al Hilal, gấp hơn 3 lần thu nhập tại Etihad. Nhưng tiền vệ người Bồ Đào Nha cuối cùng chọn ở lại với nhà đương kim vô địch Premier League. Không phải cầu thủ nào cũng bị đồng tiền mê hoặc, nhưng làm được như Bernardo Silva chỉ là số ít. Ten Hag khen ngợi Onana. Andre Onana đến với Man United và ngay lập tức anh đã có trận ra mắt trước Real Madrid trong chuyến du đấu tại Mỹ. Mặc dù để thủng lưới 2 lần, Onana vẫn tạo ra được những dấu ấn riêng khi chuyền thành công 39 trên tổng số 41 đường chuyền. Trong một cuộc phỏng vấn với BBC Sport, Erik Ten Hag đã được hỏi về việc Onana thay thế De Gea và ông đã hết lời ca ngợi cầu trò của mình. Ông trả lời: "Cậu ấy là một thủ môn tuyệt vời. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn kiếp đồng với cậu ấy. Với cậu ấy trong đội hình, chúng tôi sẽ có những thay đổi trong lối chơi." Mùa trước, thủ thành David De Gea đã giữ sạch lưới 25 trận, 17 lần trong số đó đến ở sân chơi Premier League và thành tích ấy đã giúp anh giành được giải thưởng găng tay vàng của giải đấu. Thế nhưng bất chấp những điểm tích cực này, khả năng chơi chân của De Gea vẫn không thể được cải thiện dưới thời Ten Hag. Đó là một trong những lý do quan trọng khiến cờ đỏ quyết định chia tay với thủ thành người Tây Ban Nha sau khi anh đáo hạn hợp đồng. Bruno Fernandes phản hồi cáo buộc không thèm nhìn mặt Onana. Tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes đã phải lên tiếng phân trần sau khi anh bị cáo buộc ngó lơ thủ thành tân binh Andre Onana trong thất bại giao hữu 0-2 của MU trước Real Madrid. Phút thứ 35, các cổ động viên bắt gặp hình ảnh Fernandes lầm lũi đi qua Onana tiến về trong đá phạt góc, bất chấp thủ thành tân binh của MU đang trao đổi gì đó với anh. Rất nhanh chóng, đoạn clip ngắn trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội với nhiều cáo buộc đội trưởng MU xem thường đồng đội. Tuy nhiên, Fernandes đã lên tiếng sau vụ việc. Bình luận trước một bài đăng, Fernandes nói: "Các bạn chỉ trích khi thấy tôi phớt lờ cậu ấy, trong khi tôi đang đi đến nơi để thực hiện quả đá phạt góc. Thật tuyệt khi các bạn cứ cố gắng biến mọi thứ trông trở nên thật tồi tệ." Fernandes đã được huấn luyện viên Erik ten Hag lựa chọn làm đội trưởng chính thức mới của MU thay cho Harry Maguire. Nói về điều này, ngôi sao 28 tuổi chia sẻ: "Rõ ràng đó là một vinh dự lớn. Lần đầu tiên tôi đeo băng đội trưởng là ở Champions League trong trận gặp PSG. Tôi hơi ngạc nhiên về Ole, nhưng tôi đã nói với ông ấy rằng đó là một vinh dự đối với bản thân mình." Sao trẻ Barca được Xavi thưởng nóng. Tiền vệ 20 tuổi Fermin Lopez đã gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 3-0 của Barcelona trước Real Madrid ở trận siêu kinh điển trên đất Mỹ rạng sáng ngày 30 tháng 7. Fermin vào sân ở phút thứ 2 ghi một bàn thắng từ cú sút xa đẹp mắt. Đồng thời, có một đường kiến tạo tinh tế để Ferran Torres ấn định thắng lợi 3-0 cho Barca trước Real Madrid. Màn trình diễn xuất sắc của Fermin được huấn luyện viên Xavi thưởng nóng. Theo đó, chỉ là ra người Tây Ban Nha xác nhận ông sẽ giữ tiền vệ này ở lại đội 1 Barcelona vào mùa giải 2023-2024 thay vì cho anh ra đi theo dạng cho mượn. Như vậy, sau nhiều nỗ lực,
Fermín cuối cùng cũng đã có tên ở đội 1 Barca, điều mà mọi thành viên tại học viện trẻ đều mong muốn. Xavi nói: "Fermín López, chúng tôi không có ngoại lệ cho bất kỳ cầu thủ nào. Cậu ấy đã tập luyện tốt để có được ngày hôm nay. Chúng tôi nghĩ rằng Fermín có thể giúp đỡ câu lạc bộ trong mùa giải tới. Fermín López sẽ không ra đi theo dạng cho mượn. Cậu ấy sẽ ở lại đội 1 mùa tới." Fermín được kỳ vọng nối gót Pedri hay Gavi trở thành trụ cột của câu lạc bộ trong tương lai gần. Lúc này, Fermín chỉ còn ràng buộc với Barca đến năm 2024. Và đội bóng chắc chắn sẽ tìm cách giữ chân viên ngọc thô 20 tuổi bằng một thỏa thuận mới. Arteta quyết định tàn nhẫn với Ramsdale. Arsenal đã chi 30 triệu bảng để kiếp đồng với Aaron Ramsdale. Và sau 3 trận thua đầu mùa với 9 lần lọt lưới, Mikel Arteta đã phải đẩy Leno, thủ môn số 1 của đội bóng lúc bấy giờ lên băng ghế dự bị để trao cơ hội cho Ramsdale. Kể từ đó, cầu thủ 31 tuổi không còn được trọng dụng và buộc phải chuyển đến Fulham nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân đều đặn hơn. Với những màn trình diễn đáng tin cậy đến từ Ramsdale, cộng thêm sự xuất hiện của Matt Turner, nhiều ý kiến cho rằng pháo thủ đã ổn định vị trí thủ môn. Tuy nhiên, Arteta lại một lần nữa khiến tất cả việt vị khi nhắm đến David Raya bên phía Brentford. Dường như thuyền trưởng pháo thủ đang muốn tạo sự cạnh tranh cho mọi vị trí trên sân. Có thể thấy những bản hợp đồng mới như là Julian Timber đối chọi với Ben White cho suất đá chính, Thomas Partey cạnh tranh với Declan Rice, Fabio Vieira cạnh tranh với Kai Havertz và giờ đây Raya sẽ là sự lựa chọn để thay thế Ramsdale. Thủ môn người Tây Ban Nha đã lọt vào tầm ngắm của Mikel Arteta từ lâu và ban đầu được ưa chuộng hơn Ramsdale, nhưng Brentford không đồng ý nhà người khi đó. Một trường hợp tương tự khác là Jorginho, khi Arteta đã nhắm đến chân truyền người Ý từ lúc ông vừa đặt chân đến Emirates, nhưng cũng phải chờ đến tháng riêng để biến giấc mơ thành sự thật. Với việc Arsenal đang đặt mục tiêu lớn ở mùa giải tới, Ramsdale có thể hiểu cho quyết định mà Arteta đưa ra. Nếu như thỏa thuận chiêu mộ Real được thông qua, Arsenal sẽ đưa ra quyết định chia tay Matt Turner, dù cho cầu thủ người Mỹ thi đấu khá ấn tượng trong mùa giải đầu tiên khoác áo pháo thủ. Việc sở hữu cả hai chốt chặn chất lượng ắt hẳn sẽ giúp pháo thủ vững tin hơn ở mùa giải mới. Dù bất kỳ ở giải đấu nào, họ cũng đều có thể cạnh tranh danh hiệu.